Rồi, xin chào anh em, trên tay mình hiện tại đang là một cái tripod máy ảnh của hãng Big Design mà mình mới mượn được để cho cái chuyến photo trip của mình sắp tới. Thì cái hãng Big Design thì anh em biết rồi đó, là một cái hãng rất là nổi tiếng chuyên sản xuất những loại thiết bị phụ kiện máy ảnh nổi bật như là cái ba lô này, hay là những cái dây đeo máy ảnh rất là nổi tiếng, rất là xịn và rất là mắc. Thì đó, thì cái trên tay của mình đây là cái chiếc tripod của hãng Big Design. Cái tripod này là một cái công trình nghiên cứu trong vòng 4 năm của những kỹ sư mà Big Design họ nói là 4 năm để nghiên cứu và thiết kế ra cái loại tripod này. Thì có hai phiên bản, một là phiên bản nhôm và phiên bản sợi carbon. Thì trên tay mình đang là phiên bản nhôm này. Có giá là 9 triệu đồng, rất là mắc. Vậy thì trong video này cùng mình tìm hiểu xem những cái điểm đáng giá hay những cái điểm thú vị nào của cái chiếc chân máy này sở hữu mà khiến cho nó có giá tới 9 triệu đồng. Tổng quan thì khi mình mua về thì cái tripod sẽ đựng ở trong một cái hộp rất là đẹp như thế này. Nhìn sơ qua thì giống như các em sinh viên của trường mỹ thuật hay kiến trúc mang những cái giấy hoặc bút vẽ nằm trong cái hộp rất là đẹp. Thì những cái hộp này giúp bảo vệ cái chân máy tốt hơn khi anh em đi di chuyển xa, ví dụ đi máy bay, đi tàu hay gì đó, ta cất vào hộp, cất vào vali, nó sẽ đảm bảo hơn cho cái tripod. Bây giờ mình cũng mở nha, nó rất là xịn từ cái hộp rồi. Hai lớp dây cao su để mở nhanh. Trong là một túi vải đựng tripod như thế này. Túi vải cũng được thiết kế rất là đẹp. Chúng ta có thể thấy là dây cao su nằm như thế này, chúng ta có thể cầm được, hoặc là móc, hoặc là treo được, hoặc là cột vào ba lô. Ba lô có những cái khóa có thể cột vào. Thì mình đánh giá cái vỏ làm rất là đẹp, chi tiết, rất là tỉ mỉ, mang thương hiệu Big Design ha. Đây là chân máy Big Design phiên bản hợp kim nhôm. Ở trong cái bao này gồm chân máy và một cái kiểu catalog hướng dẫn anh em sử dụng những cái công năng của những cái linh kiện ở trong cái chân máy này. Thì kèm catalog này đó là hai cái chìa khóa nhỏ bằng thép có 500 thì phải, để chúng ta mở khóa những cái vít này khi mà chúng ta tùy chỉnh nó. Cái chân máy Big Design nó gọi là chân máy travel tripod. Cái chiều cao của cái chân máy này khi mà mở lên tối đa là được 1,5 m, còn khi mà anh em không có dùng cái chân ở giữa này á thì nó chỉ là 130, là 1,3 m. Còn mà cái chiều cao này thì khoảng 35 cm mà thôi, rất là nhỏ gọn. Thì chúng ta có thể lấy ra chúng ta dùng luôn, hoặc là chúng ta bỏ vào bao hay gì đó để chúng ta mang theo khi đi chụp ảnh. Cái thiết kế ban đầu anh em nhìn vào có thể thấy nó rất là nhỏ gọn, mình cầm vừa lòng bàn tay của mình. Đây là một cái thứ mà mình rất là thích ở trên cái tripod này về mặt thiết kế, bởi vì nó rất là nhỏ gọn ha. Bây giờ mình thấy nhiều tripod nó giá rẻ, nó thiết kế rất là bự to, nhưng mà cái thiết kế mang ngoại hình to như vậy chưa chắc nó đã chắc chắn và cứng cáp. Nhưng mà đây khi mà mình cầm trên tay rất là chắc chắn. Thì cái tripod này nặng 1,5 kg, cũng rất là vừa phải thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở bung để anh em thấy được cái tổng kích thước của nó khi mà chúng ta mở hết những cái thanh này ra. Đây, những cái khóa mở rất là nhanh và nhẹ nhàng, mình nghĩ tay phụ nữ thôi mở cũng được, mở cùng một lúc đấy. Những cái khóa rất là nhẹ, đóng mở rất là nhẹ. Mình phải nhấn mạnh cái chuyện đó bởi vì có nhiều khóa đóng rất là cứng để những cái khớp này chắc chắn hơn. Nhưng mà tuy ở đây cái khóa này được thiết kế ôm với cái chân máy rất là dễ dàng để đóng mở với một cái lực rất là ít. Bây giờ mình sẽ cùng đi những cái thứ quan trọng ở trên chân máy này nó đem lại. Đầu tiên đó là cái bone hit. Cái bone hit này thiết kế để anh em có thể gắn được những cái máy ảnh DSLR, những cái máy ảnh mirrorless nặng lên tổng trọng lượng là 9 kg. Cái điểm mà mình đánh giá rất là cao đó là cái cách khóa của cái bone hit này. Anh em có thể thấy là rất là đơn giản. Em mình sẽ mở cao lên để anh em thấy rõ cục bone hit này hoạt động như thế nào nè. Đây, như anh em thấy là cục bone hit ở trong này sẽ được cố định bởi một cái vòng giống kiểu ba ngón tay gì đó. Đây, nó hoạt động như thế này. Thì khi anh em cần khóa, anh em chỉ cần xoay lại cái vòng xoay này nè. Xoay lại. Đó, rất là nhẹ nhàng. Ba cái điểm này nó sẽ bóp cái cục bone hit lại và tạo sự chắc chắn của bone hit này. Đó, khi chúng ta cần mở ra, chúng ta chỉ cần vặn ngược lại. Đó, rất là dễ dàng. Để làm gì? Khi anh em biết rồi, khi chúng ta chụp tripod, chúng ta chụp một cái vật cố định, ảnh tĩnh, chụp phong cảnh gì đó, chúng ta khóa lại và chúng ta chụp thôi. Nhưng mà khi có một khoảnh khắc gì đó diễn ra thì anh em có thể xoay được và chúng ta có thể bẻ camera để chúng ta chụp. Chúng ta đổi góc rất là nhanh. Chúng ta muốn chụp góc nào, chụp phim dọc, phim ngang gì đó, chúng ta chỉ cần mở cái khóa ra và chúng ta xoay như thế này, chúng ta chọn góc. Đó, khi chúng ta cần khóa, chúng ta chỉ cần xoay lại khóa. Rất là đơn giản. Cái điểm thứ hai đáng giá ở trên cái cục bone hit này đó là cái miếng blade. Thì anh em thấy là đây là một cái vòng khóa của cái thanh gạt này. Khi chúng ta mở khóa, thanh gạt này sẽ gạt xuống và chúng ta sẽ lấy ra được cái cục miếng blade này để chúng ta gắn vào máy ảnh. Thì thông thường mình sẽ gắn vào máy ảnh trước. Đó, gắn vào máy ảnh xong chỉ cần để cái blade đây khóa lại rồi chúng ta gạt cái này qua. Cái thanh gạt này sẽ không được nữa và nó sẽ giúp cái cục blade giữ chắc chắn ở trong đây.
Đồng thời ở đây có hai cái chốt chúng ta có thể mở khóa khóa được, thì nó giúp đảm bảo cho anh em cố định khi mà anh em xoay máy nằm nghiêng này, thì hai cái chốt này sẽ giữ lại. Nó tính đến cái trường hợp mà lỡ may máy nặng quá nó rơi tụt từ á, mình nghĩ rất là ít thôi nhưng mà vẫn có ở đây để chúng ta có thể cản lại được. Thì thiết kế của những cái khóa anh em thấy là cực kỳ chắc chắn, cái độ nảy của cái khóa lên cảm giác rất là đã. Đây, những vòng xoay, những thanh gạt rất là chắc, mình cảm giác đã lắm. Nó cụp cái âm thanh nó tạo nên, rồi cảm giác cứng cáp của nó thể hiện rất là rõ. Và một cái điểm nữa rất là nhỏ ở đây, cái thước thủy. Thì cái thước thủy này giúp anh em có thể là nhìn vào biết được để đo đường chân trời đó, khi anh em chụp phong cảnh gì đó chúng em, anh em không cần phải nhìn vào cái màn hình LCD của máy ảnh để anh em đo nữa, mà anh em có thể nhìn vào đây để canh được là ồ mình đang song song với đường chân trời thì đó, chúng ta sẽ chụp ảnh nó nhanh hơn. Cái điểm thú vị tiếp theo của cái chân máy Big Design này đó chính là cái chân giữa. Đây anh em có thể thấy ở dưới đây có một cái móc khóa được tích hợp ở chân giữa. Thì cái móc khóa này giúp anh em có thể là để được ba lô, để được túi xách của mình. Khi anh em đi chụp ảnh thì có thể địa hình ở phía dưới rất là dơ, anh em có thể treo nằm ở đây. Hoặc là khi anh em đi chụp với lại trời gió thì anh em có thể treo những cái vật túi cát ở giữa nặng để giữ cái chân máy nó cố định nó tốt hơn. Thêm một cái điểm nữa cực kỳ hay, khi mà anh em mở cái móc khóa này ra, đây kéo này xuống ha, xoay một vòng. Đây là một cái thanh kẹp giữa điện thoại tích hợp sẵn để khi anh em cần chụp điện thoại á, anh em có thể cắm ở trên bone head và chúng ta chụp luôn. Thanh kẹp điện thoại này nó có thiết kế gập như thế này, cho nên nó ở giữa nó có một cái đòn bẩy, hai cái đòn bẩy hai bên, cái thanh đòn bẩy cái thanh bẩy á, thì ở giữa lúc nào nó cũng hơi nhô ra. Điều này giúp cho khi anh em cất vào hoặc khi anh em mở ổ khóa ra, cái thanh kẹp này không bị rớt xuống. Đó, đây là một thiết kế rất là tinh tế, rất là hay, mình đánh giá cao cái điều này. Nè, anh em có thể thấy nè, nó không bị rớt xuống. Mà anh em phải cần một cái lực nhẹ để rút nó ra. Thì khi mà rút cái thanh kẹp điện thoại rồi, chúng ta sẽ gắn ở lên bone head. Anh em mở ra thì thấy được hai cái thanh này. Thì ở dưới cái dài hơn là nó sẽ nằm ở dưới, rất là đơn giản, rất là chắc. iPhone 11 Pro Max hay là mấy cái Note bự mình nghĩ là nó ok đó. Đó, mở ra để xoay cái bone head, khóa lại, rất là đơn giản. Thì như em thấy là với một cái chi tiết cái móc khóa thôi mà họ thiết kế cách đóng mở rất là hay, rất là nhiều chi tiết như thế này. Thì khi mà mình bỏ cái thanh kẹp điện thoại vào, đây phải để vào trúng hướng của nó, đây rồi đúng không? Thì anh em ở đây có hai cái khớp 500, đây là một cái đầu 500 để có thể là dính vào móc khóa, giúp anh em treo nhanh hơn, không phải mò ịnh vô ịnh ra đó. Đây để vào thì anh em đẩy nhẹ, ấn một cái lực nhẹ lên nè, ấn nhẹ lên xong rồi xoay. Đó, tự động hít vô, rất là hay, chắc chắn. Và một cái điểm mình đánh giá rất là cao ở cái tripod Big Design này, đó là cái chuyện mà cái đầu bone head này anh em có thể lật ngược lại và quay những cái vật mặt phẳng ở dưới. Thì như anh em thấy là những cái video trên tay sách ảnh của bạn BlueZone đó, hồi đầu mình quay rất là khó bởi vì phải kiếm cái tripod nào mà phải quay thẳng xuống 90 độ vuông góc với mặt phẳng để quay được. Thì với tripod này mọi chuyện nó rất là đơn giản, thì rất là thích hợp cho anh em chụp ảnh sản phẩm ha, đồ ăn ha, muốn chụp một cái mặt phẳng ở phía dưới rất là đơn giản. Một cái giải pháp khóa rất là hay của cái tripod Travel Big Design này, đó là cái giải pháp khóa cái chân ở giữa đây. Nó sẽ giúp cho anh em giữ cái thanh tới 9kg khi mà anh em treo ngược lại cái máy ảnh của mình. Cái giải pháp hay ở chỗ là đầu tiên là cái thiết kế của nó, anh em có thể rút khóa ra để chúng ta xoay đúng không, khi không cần thiết hợp vô, tiết kiệm diện tích. Cái thứ hai nữa là khi anh em xoay thì những cái chân máy thông thường á, nó chỉ có một cái trục ốc ở đây thôi. Thì cái trục ốc đó sẽ giữ cái nhiệm vụ á, là giữ cái chân máy anh em, nó chỉ tiếp xúc vào một cái điểm chạm của cái chân ốc này thôi, nó rất là thiếu chắc chắn. Thì cái giải pháp Big Design mang lại đó là cái chân ốc này khi anh em xoay vào á, thì ở đây họ có một cái vòng có diện tích tiếp xúc rất là lớn, tức là một cái cụm bàn tay giống kiểu vậy á, anh em nắm lại đó, rất là nhiều diện tích, thì nó như một cái vòng bao lại, mình cảm giác nó co thắt ở đây nè. Đó, bao cái thanh chân giữa cứng cáp hơn. Đây, thiết kế rất là đẹp, anh em nhìn vào có thể thấy là cái nguyên lý hoạt động nó rất là đơn giản nhưng mà mình thấy rất là hiệu quả. Thì cái chuyện cái ổ giải pháp về ổ khóa này sẽ mang lại cho cái mặt thiết kế tổng quan của chân máy này nhỏ hơn, gọn hơn, tiết kiệm được diện tích, đó mà điều quan trọng. Thì cái điểm tiếp theo đó chính là những cái khớp khóa ở đầu chân máy như thế này, anh em có thể bấm vào gạt chân máy xuống, mở ra trên cả ba chân máy để anh em đạt được một kích thước thấp nhất tối thiểu là 14cm khi mà anh em cần chụp ở những địa hình, ở những góc thấp
Đó, anh em có thể mở ra và chụp ở những cái góc cực kỳ thấp, sát mặt đất, rất là đơn giản. Hoặc anh em cần một cái diện tích rộng. Ở đây họ có một cái miếng giữ hai cái chìa khóa. Thì cái chìa khóa này, một cái là giúp anh em mở cái ốc cố định ở trên này để giữ cái máy ảnh của anh em, và một thanh nữa là giúp anh em có thể tháo được cái chân máy rời ra làm thành một cái monopod khi anh em cần sử dụng. Thì một cái điểm mình thấy rất là hay nữa của Big Design khi sản xuất cái chân máy đó là anh em có thể mua được những cái phụ kiện của nó, ví dụ như đầu, thanh trục, chìa khóa, hay kể cả những cái khóa này chúng ta bị mất hay chúng ta bị hư hỏng trong quá trình sử dụng, anh em có thể order và mua lại. Thì điều này mình đánh giá rất là cao, bởi vì hồi trước mình sử dụng một vài cái chân máy á, mình bị hư cái mất miếng blade, hư cái đầu bolt hết, hư cái vòng khóa chẳng hạn, mà mình tìm không có. Xong mình phải quăng cái chân bó đó luôn, mà mình phải mua cái mới. Thì ok, anh em có thể order được những cái phụ kiện khi mà chúng ta trong quá trình sử dụng chúng ta bị mất. Và đó là những cái cảm nhận của mình khi mình thử sử dụng và xem đến từng chi tiết và cách thức nó hoạt động trên cái chiếc travel tripod này của Big Design. Mình nghĩ đây là một chiếc tripod mắc tiền vì nó tới 9 triệu đồng lận. Nhưng mà những cái thứ mà nó mang lại như là về thiết kế đẹp, mức độ hoàn thiện chi tiết, hay những công năng của những cái vật liệu, chất liệu, cách thức mà nó hoạt động, nó mang lại cho mình một cảm giác chắc chắn, an tâm và linh động hơn khi mà mình đi chụp ảnh. Thì điều này giúp cho mình cảm giác là sẽ có những bức ảnh tốt trong những chuyến đi du lịch. Ok. Rồi, cảm ơn anh em.